Cái này là community của Laguna Niguel nè. Có cái chỗ để cho anh ta có bếp lò, lò nướng, đồ rửa, đẹp quá ha. Cái này mở tiệc á ha. À, bên này là Layground. Mình sẽ đi bộ qua đường ở chỗ này nè con. Giờ mình sẽ đi bộ qua đây. Đây có cái công viên nè. Ở đây có cái red room bằng đây nè. Ở đây có cái lay rào. Ở bên kia tới mùa hè có chơi giờ nước nữa kìa. Anh hai lớn rồi. Giờ mình sẽ đi qua bên phía, hôm nay mình đi qua bên phía Australia Garden nha. Đẹp quá ha. Cái này là Rock Road phải không? Rock Road California. Ổn quá anh hai. Đây có cái quảng cáo nè, ngày giới thiệu mấy cái ngày người ta trồng cây nè, người ta đến người ta trồng cây nè. Hồi tuần rồi à. Ở đây có rất là nhiều chỗ đậu xe nha, đậu xe từ bên này đi qua phía bên kia luôn, phía bên kia cũng có chỗ nữa. Cái hoa xương rồng nó có ra có bông rồi kìa con, cái xương rồng nó ra hoa kìa, đẹp quá. Đi vòng ngoài trước ha. Đi vòng ngoài xong rồi mình vô vòng trong hả. Dễ thương quá nè em ngồi xuống đi. Cute quá. À, em cute quá nè. Hoa trứng kìa, hoa trứng gà kìa. Đi lên nữa em. Lên nữa mình mới gặp nhau chứ. Mình đang ở hai đường thẳng song song đấy. Vô vườn hoa hồng kìa. Wow. Ừ, có con đường đây nữa nè. Từ từ, từ từ. Đây có con đường nè, đẹp chưa? Oh. Mẹ qua hoa hồng trước nha. Hoa hồng đẹp quá nè. Đang mùa hoa hồng ấy, đi lên.
Đẹp chưa? Chùm bốn bông luôn, đẹp quá. Hai em dùng hoa hồng bên đó nhiều bông đẹp lắm, nhiều bông có chùm chùm bốn bông luôn. Tụi em qua rồi, anh qua đi, em con qua rồi. Go down, go up thì có bông. Đứng đây đợi bố đi. Ốc là hình như tới chỗ Citizen ở Gia hay gì á. Ôi mình đang ở trong cái chỗ Australia rồi. Australia Garden nè. Bước vô đây đó có cái mùi hương á nha, thơm. Hai bạn muốn đi vòng ngoài hay hai bạn muốn đi vòng trong nè? À, muốn đi step này lên hay là muốn đi thẳng? Đây trời nắng nên hoa nở nhiều ghê luôn, đẹp nè. Citizen of the Year nè.
Red Shark. Ê mẹ con, đi ra ha. Đố gọi ra đường, ở chỗ đây không có đường ra hả? Hình như phải đi xuống bên kia hả? Bên kia có đường ra, đúng rồi, bên kia có đường ra. Đẹp quá ha. Đi lại bộ. À, có chỗ ngồi lý tưởng quá nè. À, mấy cái hoa đẹp chưa? Wow. Chỗ ngồi này đẹp quá ha. Hai cây nó rủ xuống là đẹp quá. Cô phụ bên nào đi đây ha, tiếp tục thẳng ha, à, đi lên, à, không tiếp tục đi xuống đây ha, đi lên đây, mẹ không biết nữa, đừng đi với anh hai nữa. Đi lên trên này nè, có bóng trên này nhiều hơn nè. Wow. Bông này lạ này. Cây này giống trong cái phim phim hoạt hình gì nè. Đi nhấc cái chân lên. Đi lên nha. Anh hai lớn mà cái gì cũng phải đợi mẹ nói hết anh hai. Thank you.
Mẹ đang quay phim. Ủa cái này nó là cái circle. Là cái circle, mình đi một vòng cũng quay lại chỗ cũ. Đi xuống chỗ đậu xe. Boy Scout bên đó đó. Nè, Boy Scout bên này nè em. Em Boy Scout là bên này nè. Boy Scout là bên này nè. Bên này là Boy Scout nè. Nhưng mà bên này là cái tượng, mấy cái ấy thôi, còn cái lá cờ. Mấy cái lá cờ của mấy cái quốc gia là phía bên kia. Eagle nè. Bên này là mấy cái huy hiệu, mấy cái này kia thôi. Còn mấy cái lá cờ là nằm phía trong nữa, đi vô phía bên kia nữa. Đúng không? Cái chỗ lay rào á, đi vô á, mới thấy mấy cái lá cờ của bên này là mấy cái huy hiệu thôi. Rồi đi xuống nha. Ok, we go home, ok? Ok. Đi thẳng xuống là ra chỗ đậu xe đó em. Trên đó có cái gì trên đó vậy? Có mấy cái dàn hoa giấy quá đẹp. Thì rồi nhớ mình chụp. Thì rồi mình chụp hình chung với nhau ở chỗ cái cây bông giấy đó phải không? Thì rồi mình chụp hình chung với nhau ở chỗ cây bông giấy á. Quá đẹp ha.